Thưa quý vị, những năm qua, phong trào phụ nữ phát triển kinh tế được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng triển khai mạnh mẽ trên địa bàn, góp phần tạo chuyển biến tích cực, nâng cao đời sống hội viên, đồng thời góp phần thiết thực đưa đề án 939 của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đi vào đời sống. Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh được xem là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác hội. Hàng năm, hội đã triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và an sinh xã hội, đồng thời tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và Quỹ Phụ nữ Phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Qua đó giúp đỡ nhiều mô hình kinh tế của chị em phụ nữ đang phát triển hiệu quả, mang lại thu nhập khá như trồng nấm, trồng hoa, rau màu, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng đã được nhân rộng, trở thành phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế. Nói chung là bên phụ nữ là cũng hỗ trợ cho những người lùm hoa là cũng có nguồn vốn để đầu tư mở rộng thêm để có mình lùm mấy con lùm bông này cũng có cuộc sống nó đầy đủ hơn. Cùng với việc phối hợp với các đơn vị sở ngành địa phương tổ chức các khóa tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội các quận để giúp cho chị em vay vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, vận động các nguồn lực thông qua các chương trình, dự án của trung ương và địa phương. Qua đó giúp hội viên tự tin làm chủ kinh tế, từng bước khởi sự khởi nghiệp. Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid cũng rất là khó khăn. Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tìm hiểu nhu cầu vay vốn của các hội dân, làm hồ sơ để gửi xuống Ngân hàng Chính sách Xã hội cho các hộ vay vốn tối đa thì là 50 triệu một hộ để cùng với các hội dân là có thêm một nguồn vốn để tái sản xuất, đầu tư. Bên cạnh đó thì cũng chú trọng đến việc giúp cho các hộ là thuận lợi hơn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Có thể thấy rằng sự chung tay góp sức của chị em phụ nữ các cấp thời gian qua đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, tạo đòn bẩy cho hội viên phụ nữ tích cực tham gia sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.